Ở tập trước, Khương Tuyết đã tới gặp Lâm Động, nhờ cậu giúp đỡ trong trận quyết đấu với Huyết Thiếu Võ Quán ngày mai. Nếu cậu đáp ứng, nàng tình nguyện làm chuyện đó. Lời vừa nói tới đây, Khương Tuyết liền cởi bỏ y phục, nhưng Lâm Động đã tay nhanh hơn não ngăn cản. Hành động này làm nàng ta hiểu lầm rằng cậu không muốn trợ giúp. Lâm Động cũng biết vậy, cho nên nhanh chóng trấn an, cậu là do mọi người đưa ra khỏi mê vụ xâm lâm, cũng là mọi người coi như bằng hữu, vì vậy cậu nhất định ra tay tương trợ. Khương Tuyết nghe vậy vui mừng lao đến ôm Lâm Động, bị mỹ nhân ôm như vậy, cậu liền ngại ngùng nhắc nhở nàng. Có lẽ vì quá ngượng ngùng vì hành động vừa rồi nên Khương Tuyết nhanh chóng cảm ơn, rồi rời đi. Sau khi trở về, La Sơn liền đem chuyện bị đánh kể lại với La Thiếu. Hắn muốn phụ thân mau chóng bắt trói tên tiểu tử đó mang qua đây, để hắn tự tay đánh gãy chân Lâm Động. Có vẻ tên này được chiều quá, nên sinh hư, đánh không lại nhưng vẫn to mồm. La Thiếu cũng rất bênh vực con trai của mình, mối thù này, lão sẽ đòi lại. Ngày hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, đám người Khương Lôi cũng đi tới Huyết Thiếu Võ Quán. Nhìn thấy Lâm Động, La Sơn liền mách lẻo với phụ thân. Một tên danh con như vậy, lát nữa xử lý Khương Lôi xong, lão sẽ xử lý tên nhóc đó sao? Không chờ đợi thêm, La Thiếu nhảy lên võ đài, rồi buông lời khiêu khích đám người Ưng Chi Võ Quán. Bây giờ cút ra khỏi Đại Ưng Thành còn kịp, một khi bước lên võ đài này thì sẽ không còn cơ hội nhận thua nữa đâu. Nói rồi lão cũng không quên bộc phát thực lực, hành động này chính là đang muốn thể hiện đây mà. Đám thuộc hạ bên dưới thấy vậy liên tục hô hào cổ vũ. Trong khi đó, phía Ưng Chi Võ Quán là im re, Khương Lôi vô cùng tức giận nhưng không làm gì được. Sau một lúc suy nghĩ, lão cũng tiến lên, Lâm Động nhanh chóng ngăn lại, bản thân cậu muốn đi lên ứng chiến thay. Tuy nhiên Khương Lôi vẫn kiên quyết, cuộc chiến hôm nay lão buộc phải ra mặt. Lâm Động rất bội phục ý chí này, chỉ có điều nếu bước lên đài, kết quả chắc chắn sẽ không toàn thây. Như vậy đôi nữ nhi của lão sau này phải làm sao? Khương Tuyết và Khương Nhân Nhân nhanh chóng tiến lại khuyên phụ thân. Trong lúc lão còn đang phân vân thì Lâm Động đã đi trước một bước bằng cách chủ động nhảy lên võ đài rồi khiêu chiến. Hành động này làm cho phía Huyết Thiếu Võ Quán không ngờ tới. Chẳng lẽ Ưng Chi Võ Quán đã hết người đánh nhau rồi hay sao mà phải để cho một tên đệ tử ra mặt? Đây đúng là quá xem thường bọn họ rồi. La Thiếu cũng rất tức giận, đối thủ mà lão ta muốn tiêu diệt chính là Khương Lôi cơ. Lâm Động nghe vậy liền khiêu khích khiến cho La Thiếu tức giận không thôi. Lão muốn trước tiên lấy mạng tiểu tử này, sau đó san bằng Ưng Chi Võ Quán cũng không muộn. Rất nhanh sau đó, hai người cũng có màn chạm trán đầu tiên, mặc dù cảnh giới Lâm Động thấp hơn đối thủ, nhưng chiến lực của cậu lại cao hơn, ngoài ra còn có tinh thần lực. La Thiếu cũng có công pháp ma viền biến giúp gia tăng chiến lực, nhưng sau một hồi giao thủ vẫn không thể làm gì được Lâm Động, cuối cùng bị một chiêu kim đài chấn ma trưởng đánh bại. Huyết Thiếu Võ Quán thấy vậy liền méo mặt, còn phía Ưng Chi Võ Quán thì vui mừng hoan hô. Chỉ có điều, niềm vui này nhanh chóng kết thúc. La Thiếu vẫn chưa nằm xuống, lão dùng sức mạnh phá tan kim đài chấn ma trưởng và để lộ ra một bộ dáng khác, toàn thân mọc ra thêm mấy chục kg cơ bắp. Một đấm của lão khiến Thiên Lân Cổ Kích phải cong đi. Điều này làm Lâm Động vô cùng bất ngờ, ngay cả kim đài chấn ma trưởng cũng không làm gì được lão nữa. Nếu cứ tiếp tục như thế này, kết quả sớm muộn cũng thất bại, cho nên Lâm Động đành phải sử dụng ra chiêu thức mạnh hơn, đó là Thiên Long Kích. Tới đây thì La Thiếu hết cách đỡ, thân thể cứ như vậy bị đập cho sấp mặt, thậm chí võ đài cũng bị chiêu thức này phá hỏng. Tới đây thì thắng bại cũng phân, bên thắng vui mừng hò hét, bên thua thì cứng họng không nói được lời nào. La Thiếu không còn sức chiến đấu nên nhận thua, Lâm Động cũng không muốn xuống tay. Cậu ra lệnh cho lão lập tức cút khỏi Đại Ưng Thành, cứ tưởng rằng lão già sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng sau khi cậu quay lưng bước bỏ đi, lão liền nhân cơ hội này phóng ra ám khí, định một chiêu đánh lén tiễn cậu lên đường. Cũng may là có Khương Tuyết nhắc nhở nên Lâm Động kịp thời sử dụng tinh thần lực ngăn cản, rồi quay lại đấm cho La Thiếu nằm ngã ngửa, đồng thời lấy luôn túi trữ vật, sau đó uy hiếp đám người Huyết Thiếu Võ Quán, còn thấy có người xuất hiện tại Đại Ưng Thành sẽ giết chết ngay lập tức. Lần này Ưng Chi Võ Quán hóa giải được nguy cơ, Khương Lôi và Khương Tuyết cũng không quên cúi đầu cảm tạ, sau này cần giúp đỡ, cậu cứ việc mở miệng. Lâm Động nghe vậy liền tỏ ra khách khí, Khương Tuyết cũng tiến lại gần cảm ơn. Không ở lại thêm, Khương Lôi nhanh chóng khoác vai Lâm Động quay về, tối nay phải ăn mừng một bữa thật hoành tráng. Tuy nhiên, sau khi tiệc rượu đã chuẩn bị xong thì lại không thấy mặt mũi cậu ở nữa. Khương Tuyết đến phòng kiểm tra thì mới ngỡ ngàng, bên trong phòng không có ai cả, Lâm Động chẳng biết khi nào đã rời đi. Vừa chậm rãi đi bộ, Điêu Gia vừa không quên mỉa mai, chưa cáo biệt mà đã vội vàng rời đi, e là có trái tim của ai đó sẽ bị tổn thương. Vừa nói tới đây thì Khương Tuyết đã cưỡi ngựa đuổi tới. Đối mặt với câu hỏi tại sao phải rời đi sớm như vậy, Lâm Động cũng rất thẳng thắn, lần này đến Đại Hoang Quận là có chuyện quan trọng cho nên không tiện ở lâu. Câu nói này đã bộc lộ rõ ý nghĩa rằng cậu chỉ là người qua đường mà thôi. Khương Tuyết nghe xong buồn bã,
nàng biết tâm tư của người thiếu niên này không đặt ở đây, cho nên cũng không giữ lại thêm nữa. Đại Hoang Quận có chút hỗn loạn, nàng nhắc nhở cậu nhớ phải bảo trọng nhiều hơn. Cậu gật đầu rồi nhanh chóng cáo từ. Ngay khi Lâm Động rời đi, Khương Lôi cũng chạy đến. Biết con gái có tâm tư, lão liền an ủi. Lâm Động này tuyệt đối không phải người tầm thường, tương lai cho dù toàn bộ Đại Viêm Vương Triều cũng chưa chắc trói buộc được cậu ấy. Cho nên, nơi nhỏ bé như Đại Ương Thành hoàn toàn không giữ lại được. Đến tối, Lâm Động cũng dừng lại nghỉ ngơi. Cậu tranh thủ kiểm tra túi trữ vật của La Thứ, không ngờ bên trong lại có không ít thuần nguyên đan. Xem ra lần này đúng là lời to rồi. Ngoài ra, bên trong túi còn có một món đồ khác. Điêu Gia nhanh chóng nhận ra đây là phương pháp tu luyện ma viêm biến mà tên La Thứ đã sử dụng. Mặc dù trạng thái sử dụng của La Thứ xấu xí, thực lực lại không quá vượt trội, nhưng nếu có huyết mạch ma viên thuần khiết thì công pháp này cũng khá lợi hại. Giải thích xong, Điêu Gia lại tiếp tục cầm bình rượu uống ngon lành. Đến sáng, Lâm Động tiếp tục lên đường, đi vào một sơn cốc hẹp, nhìn thấy một cây linh dược Tử Vân Thảo, cậu vừa mới hái xuống thì lập tức có hai kẻ lạ mặt xuất hiện. Bọn chúng tự giới thiệu mình là người của Cổ Kiếm Môn, toàn bộ nơi này đã bị Cổ Kiếm Môn phong tỏa, người không phận sự cấm vào, nhưng muốn tiến vào thì chỉ cần giao nộp từ 5 đến 10 vạn thuần nguyên đan là được. Lời này hiển nhiên là bọn chúng đang ở đây chặn đường bóc lột. Lâm Động lập tức mắng chửi, hai tên kia nghe vậy tức giận, hơn nữa tên tiểu tử này còn dám ngắt lấy linh dược, bọn hắn không thể để cho cậu còn sống mà rời đi được. Nói rồi cả hai cũng rút kiếm chuẩn bị tấn công. Đúng lúc này, một tiếng gầm lớn vang lên làm chấn động mọi thứ xung quanh. Hai tên kia biết kẻ vừa gây náo động là một đầu long viên, cho nên nhanh chóng rút lui. Trong lúc Lâm Động còn đang thắc mắc rốt cuộc là yêu thú nào thì Điêu Gia đã đi ra giải thích. Hắn còn tỏ bộ dạng vui mừng, đây chính là cơ hội cho Lâm Động. Vừa rồi có lẽ là một con viễn cổ long viên, là một trong những ma viên mạnh nhất. Máu của nó rất thích hợp để tu luyện ma viên biến. Uy lực thi triển vượt xa thứ mà La Thứ thi triển, Lâm Động nghe vậy liền muốn đi xem thử. Đây chính là viễn cổ long viên, nó đang mang theo một con yêu thú về hang động. Ở giữa hang động có một cái hổ máu, trên hổ máu có hai viên gì đó. Dường như hai viên này đang hấp thụ huyết tinh từ trong hồ, mà nguyên lực của yêu thú vừa mang đến cũng được sử dụng cho nó. Nói đơn giản thì hai thứ này chính là bảo vật quan trọng đang được viễn cổ long viên nuôi dưỡng. Rốt cuộc nó định làm gì thì tập sau mới có giải đáp. Còn tập phim này đến đây thôi, Lâm Động sẽ làm gì để lấy được máu của nó? Mời các bạn đón xem tập sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.